Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng sớm thứ năm ngày 8 tháng 8 năm 2024, mấy bữa rày vợ chồng chúng tôi có công việc nên đi ở ngoài, thì chương trình này làm từ một khách sạn. Cũng trong những ngày qua chúng ta biết tình hình rất căng thẳng ở tại Trung Đông. Mỹ đã điều thêm các tàu sân bay đến khu vực này, và nhiều khu trục hạm, nhiều chiến hạm đã tới vùng vịnh Persia để lỡ có chuyện gì chiến tranh xảy ra giữa Iran và Israel thì Mỹ có thể giúp cho đồng minh của mình, đó là Israel. Nhưng, thí dụ thôi, nếu chiến tranh xảy ra giữa Iran và Israel thì tương quan lực lượng như thế nào? Theo Global Firepower của Mỹ á, đánh giá vào năm 2024 thì hiện nay sức mạnh quân sự của Iran là đứng thứ 14 và sức mạnh quân sự của Israel là đứng thứ 17. Có thể nói là mỗi bên là một chín một mười thôi, một chín một mười thôi. Về mặt quân số đó thì Iran có phần trội hơn, là có khoảng chừng 580.000 binh sĩ thường trực và hơn 200.000 binh sĩ dự bị. Còn Israel thì chỉ có 180.000, nhưng mà Israel 180.000 binh này là cũng kinh khủng lắm. Huấn luyện rất là kỹ và dự bị thì lại là rất là nhiều. Nếu cần thì cái sức dự bị này sẽ trở thành tác chiến liền. Có 465.000 binh sĩ dự bị. Thì về tương quan lực lượng, active thì Iran hơn nhưng mà dự bị thì thua. Israel về vấn đề mà active tức là hành động ngay á thì thua, nhưng mà về vấn đề dự bị lại có nhiều hơn. Nhiều hơn hơn gấp đôi. Đó là về vấn đề nhân sự. Về vấn đề mà vũ khí á, thì phải nói là bên Iran có nhiều xe tăng và xe bọc thép hơn Israel. Iran có gần 2.000 chiếc, với bên Israel thì chỉ có 1.400 chiếc xe tăng và xe bọc thép. Nhưng bên phía của Israel thì lại có cái dòng xe tăng, họ gọi là dòng xe tăng chiến đấu Merkava. Thì dòng xe này được đánh giá là xe tăng toàn diện nhất thế giới. Lớp giáp của xe tăng này có công sức phá lớn, lớn hơn các xe tăng hiện đại của các nước phương Tây như là M1 Abrams của Mỹ, hoặc là của Leopard 2 của Đức, hoặc là Challenger 2 của Anh. Đó là về vấn đề sức mạnh về cơ giới. Còn ở trên bộ đó thì theo Global Power thì phải nói là quân Israel á, mặc dù ít nhưng lại vượt trội hơn bên phía Israel vì tinh gọn, mỏng, nhanh. Còn về phía mà máy bay chiến đấu trên không trung á, thì bên phía của Israel có 600 chiếc máy bay chiến đấu hạng nặng. Có F-15, F-16 của Mỹ nha, và có luôn cả F-35 tàng hình, là một loại mới của Mỹ đó. Nhưng bên phía của Iran thì yếu kém hơn chút. Có 550 chiếc. Thì những cái loại này thì hơi cũ chút xíu, gồm có những loại như là Hexasake, Khosa, và mua những cái chiếc máy bay từ bên phía của Nga là như là MiG-29, Su-24, vân vân. Nên phải nói rằng là mỗi bên đều có một cái sức mạnh riêng của mình, tương quan lực lượng 19-10. Tương quan lực lượng 19-10. Israel về vấn đề mà công nghệ thì cao hơn Iran một chút.
Nên nếu mà chiến tranh xảy ra đó, chưa chắc ai thắng ai. Dẫu vậy, nếu có chiến tranh, thì đây là một điều Mỹ không muốn và cả thế giới không muốn, vì nó là một tai họa của cả thế giới, có thể bùng nổ đưa đến chiến tranh đệ tam. Chuyện trong những ngày qua liên quan đến một nhân sự bị ám sát, đó là ông Ismail Haniyeh của Hamas, người lãnh đạo cao cấp. Ông là một lãnh đạo về vấn đề chính trị, nhưng ông cũng là một người về vấn đề ngoại giao, là con thoi đi giữa nhiều quốc gia, đi Ai Cập, đi Qatar, đi Thổ Nhĩ Kỳ, đi Jordan gì đó, để làm sao tìm bằng mọi cách có một sự điều đình giữa Hamas và Israel, đưa đến một cuộc ngưng bắn để tạo giai đoạn hòa bình giữa Israel và Hamas. Khi ông tham gia dự lễ nhận chức của tân tổng thống Iran vào ngày Chủ nhật 28 tháng 7, thì mấy ngày sau, có một quả bom nổ ở nơi ông cư ngụ và ông qua đời. Người ta không biết đích xác quả bom này là do một phi đạn từ Israel bắn hay là ai đó đã đưa bom vào nơi này trước đây, hoặc là gì đó một cái rocket gần đó bắn thẳng vào trong nơi ông cư ngụ. Nhưng rõ ràng ông đã bị ám sát và ông đã qua đời. Người dân Iran đã tiễn đưa ông một cách rất là long trọng. Và giáo chủ Ayatollah Khamenei của Iran thề là sẽ trả đũa dùm cho ông Ismail Haniyeh, dùm cho Hamas. Và cho rằng việc mà ông bị ám sát ở tại Iran là một cái gì đó làm nhục lên chính thể của quốc gia Iran. Vì việc ám sát nơi đó, đây là ở ngay tại thủ đô cơ mà, thủ đô của Iran. Bên phía của Israel không có công khai nhận là người đứng đằng sau vụ ám sát này. Và chính điều này nên Ngoại trưởng của Mỹ, ông Antony Blinken, mấy ngày qua nói rằng là chứ hãy kềm hãm, mỗi bên hãy kềm hãm, đừng có để cho có chiến sự. Và báo Atlantis của Mỹ cũng đã lên tiếng nói rằng coi chừng nếu mà trả đũa đó, thì bị rơi vào bẫy của ai đó. Vì chưa biết rõ ai là hung thủ đứng đằng sau ám sát ông Ismail Haniyeh. Nga cũng kêu gọi sự kềm hãm. Trung Quốc cũng kêu gọi là phải nén lại đau thương để làm sao đối thoại tìm một giải pháp hòa bình. Nhưng đa số đều nghĩ rằng Israel là thủ phạm. Thì chuyện này hôm qua có một cái tin rò rỉ ra ngoài nói rằng là thật ra cú điện đàm giữa Tổng thống Joseph Biden và Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào thứ Bảy vừa qua đó, thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thú nhận là Israel đã đứng đằng sau vụ sát hại ông Ismail Haniyeh. Tiết lộ này là do báo Washington Post của Mỹ. Washington Post của Mỹ nói rằng khi mà điện đàm thì Tổng thống Joseph Biden đã nói chuyện với ông Netanyahu, Thủ tướng của Israel, nói rằng nếu mà cứ tiếp tục căng thẳng và sát hại ông Ismail Haniyeh thì không có cách nào mà có đàm phán đưa đến một sự hòa bình được. Mỹ không có hài lòng nếu mà Israel đứng đằng sau mà sát hại ông Ismail Haniyeh. Thủ tướng Benjamin Netanyahu mới thú nhận chính Israel là thủ phạm. Nhưng Israel lại nghĩ khác Tổng thống Joseph Biden. Israel cho rằng khi mà sát hại ông Ismail Haniyeh xong thì ai mà thay thế ông Ismail Haniyeh sẽ e ngại thì phải ngồi xuống đàm phán với Israel.
Và theo lời của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ai đó mà thay thế ông Ismail Haniyeh, dù là ông Khaled Mishan hay là ông Yahya Sinwar mà có thay thế, thì cũng phải cảm thấy rằng Israel có thực lực phải ngồi xuống đàm phán với Israel. Israel chuẩn bị có đàm phán ở tại Cairo, thủ đô của nước Ai Cập. Tổng thống Joseph Biden đừng có lo. Thưa quý khán thính giả, giờ này thì ai cũng biết người thay thế cho ông Ismail Haniyeh là một người chủ trương rất là cực đoan hơn. Cực đoan hơn cả ông Ismail Haniyeh rất là nhiều. Đó là ông Yahya Sinwar thay thế cho ông Ismail Haniyeh rồi. Khi ấy, Tổng thống Joseph Biden mới nói, lạ nhỉ? Làm thế nào mà sát hại một lãnh đạo của họ, Hamas, sát hại ông Ismail Haniyeh, thì những người khác có thể chùn bước được, không thể nào được. Đừng có coi thường nhận định của Tổng thống Mỹ, đừng có coi thường Tổng thống Mỹ nhé. Ông đừng có qua mặt chúng tôi như thế. Đó là lời tuyên bố của Tổng thống Joseph Biden với Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Đừng có coi thường Tổng thống Mỹ. Đừng có coi thường nhận xét của nước Mỹ. Nước Mỹ cho rằng sát hại ông Ismail Haniyeh thì dễ dàng châm ngòi cho chiến tranh giữa Iran và Israel. Chứ không có thể nào mà đẩy phe Hamas ngồi vào bàn hội nghị. Vì thay thế cho ông Ismail Haniyeh có thể là một người cực đoan hơn. Và chính điều đó đã đưa đến một sự thật. Đó là ông Ismail Haniyeh đã được thay thế bởi ông Yahya Sinwar. Tất cả những người mà trước đây Tổng thống Joseph Biden nhận định có thể thay thế như là ông Khaled Mishan thì đều là những người cực đoan hơn. Và như vậy, chiến sự giữa Hamas và Israel là càng gia tăng. Israel đã đẩy Hamas có một đồng minh rất nặng ký là Iran. Iran là một thực lực về vấn đề quân sự như tôi đã trình bày ở trên. Mỹ cũng e ngại, dầu rằng biết rằng Israel và Iran lực lượng tương đương 1:9:10. Nhưng sau Iran là nước Nga. Sau Iran là Trung Quốc có thể hỗ trợ. Vậy là đẩy cả một khối đứng về một phía. Còn có cả khối Ả Rập là Saudi Arabia, Jordan, Ai Cập, v.v. Thì điều này rất nguy hại. Israel không thể nào mà nghĩ rằng có Mỹ và Tây Phương hỗ trợ đằng sau mà cứ làm càng như thế. Nhưng phải trách cả Tổng thống Joseph Biden và nước Mỹ vì chưa gì đã gửi thêm tàu sân bay đến khu vực này, cử thêm các chiến hạm, cử thêm các khu trục hạm, thì càng làm cho Israel nghĩ rằng Mỹ không thể bỏ rơi Israel được. Israel có làm càng bao nhiêu đi nữa thì Mỹ và Tây Phương cũng phải sát cánh với Israel mà thôi. Thưa quý khán giả, hành động của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và nhóm cực hữu ở bên phía Israel đang đẩy đưa thế giới vào một tình trạng rất nguy hiểm. Ngòi nổ chiến tranh đệ tam có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì hành động đó. Vì hành động cực đoan đó, nghĩ rằng sát hại những đối thủ lại chính là những sứ giả đang tìm cách tạo hòa bình như ông Ismail Haniyeh. Không ai sát hại sứ giả khi có chiến tranh. Đây là một điều rất là nguy hiểm. Nên dầu rằng nước Mỹ, Nga, Trung Quốc và tất cả đang kêu gọi sự nén lại để có hòa bình, cách làm của Israel là đang khiêu khích Iran, và Iran khó mà kềm mình trước cái sự khiêu khích đó. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.